Tuy nhiên như vậy, nhưng căn lành có thể hợp vào nơi chân như, cho nên có môn hồi hướng này. 9. Không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng. Chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, sinh hoạt ở trong chân lý nhậm vận tự tại, chẳng bị mọi sự ràng buộc nào, đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, cũng hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được sự tự do giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, do đó đem sự đắc được của mình hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 10. Vào pháp giới vô lượng hồi hướng. Bồ Tát vào sâu pháp giới, thực hành vô lượng vô biên công đức lành, tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tát. Bồ Tát đem căn lành công đức đó hồi hướng cho pháp giới vô lượng vô biên chúng sinh. Các Phật tử, ở trên là nói về 10 loại pháp môn hồi hướng của Đại Bồ Tát. Kinh văn ở sau sẽ giải thích rõ hơn. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại. Quá khứ đã từng nói qua, chư Phật vị lai chắc chắn sẽ nói, chư Phật hiện tại, các ngài đang đối với các Bồ Tát diễn nói diệu pháp thập hồi hướng. Hồi hướng thứ nhất, cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh. Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng? Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Đại Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh mà chẳng chấp vào tướng chúng sinh hồi hướng? Phật tử, Đại Bồ Tát đó thực hành đàn ba la mật, thanh tịnh thi la ba la mật, tu sàn đè ba la mật, khỏi tinh tấn ba la mật, vào thiền định ba la mật, trụ bát nhã ba la mật, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tu vô lượng căn lành như vậy. Các vị đệ tử của Phật tu pháp môn Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh mà lìa tướng chúng sinh, các ngài trước hết tu một đàn ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Vì bố thí đối trị tham lam, xả bỏ sự nhiễm ô tham lam, sinh khởi tâm từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thương xót chúng sinh như mình, cũng có thể xả mình vì chúng sinh. Bố thí có ba loại: A. Bố thí tài, B. Bố thí pháp, C. Bố thí vô ý. Bố thí tài phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu mắt, tủy, não, thần thịt, máu huyết. Ngoại tài là đất nước, vợ con. Bố thí pháp là vì chúng sinh giảng kinh, thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong kinh có nói, trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Đem pháp bố thí cho người, đây là sự bố thí hơn hết trong các sự bố thí. Bố thí vô ý là thường hay khiến cho họ đừng có sợ hãi, khiến cho họ được cảm giác bình an. Như tu hành ba la mật như vậy thì sẽ đạt đến bờ niết bàn bên kia. Kế tiếp, 2. Thanh tịnh thi la ba la mật. Thanh tịnh là trong sạch, chẳng có sự ô nhiễm. Thi la là tiếng Phạn dịch là giới, tức là giới luật mà các hàng đệ tử phải giữ gìn. Chỗ không quan trọng của giới luật là đừng làm các điều ác, chuyên làm các điều thiện, xin tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Giữ giới phải nghiêm mật, giữ giới phải thanh tịnh. Thanh tịnh giống như trăng tròn ngày rằm, một chút tì vết cũng chẳng có. Người tu hành giữ giới thanh tịnh, chẳng làm người trời thì nhất định cũng sinh vào nhà giàu có ở nhân gian, cũng là tư lương, lên bờ niết bàn bên kia. 3. Tu sàn đè ba la mật. Sàn đè cũng là tiếng Phạn dịch là nhẫn nhục. Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn thọ chịu đựng. Người hay nhẫn được thì đối với người tâm bình khí hòa, đối đãi với người khoan dung độ lượng, nhan sắc hòa duyệt, quyết chẳng trưởng mang trợn mắt, thích người thì nộ tháo như sấm, nóng giận như núi lửa. Nhẫn nhục là hay chịu đựng sự đánh đập mắng chửi mà chẳng có tâm báo thù, vẫn thản nhiên, chẳng cho rằng quá lạ. Bồ Tát tu sinh nhẫn, pháp nhẫn, viên mãn thành tựu vô sinh pháp nhẫn, cũng là công đức đến bờ niết bàn bên kia. 4. Khởi tinh tấn ba la mật. Bồ Tát tu sáu độ phạn hạnh, tùy thời sinh khởi tâm tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thôi nghỉ, chẳng thối lùi, mong sớm thành đạo nghiệp, cứu độ chúng sinh. 5. Vào thiền định ba la mật. Bồ Tát vào sâu thiền định, tu tập pháp môn tư duy tu, tăng trưởng trí huệ, thành tựu thần thông không nghĩ bàn, nhậm vận tự tại, độ thoát chúng sinh, đồng lên bờ niết bàn bên kia. 6. Trụ bát nhã ba la mật. Trụ là chẳng lìa khỏi. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, chẳng có độ nào, hạnh nào lìa khỏi trí huệ, do đó dùng trí hóa tình, dùng bát nhã lãnh đạo vạn hạnh. Chẳng có bát nhã thì giống như người chẳng có mắt, việc gì cũng đều chẳng thông, thì làm sao hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh? Cho nên phải tu văn tự bát nhã,
khởi quán chiếu bát nhã, khế hợp với thật tướng bát nhã, để hoàn thành Phật quả đến được bản niết bàn bên kia, cuối cùng vẫn phải tu bốn tâm vô lượng, đó là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Đại Bồ Tát tu vô lượng vô biên càn lành như đã nói ở trước. Khi Bồ Tát tu càn lành thì nghĩ như vậy, nguyện căn lành này lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh, đến nơi rốt ráo, vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vua diêm la, vân vân, vô lượng khổ não. Đại Bồ Tát, khi tu đủ thứ căn lành công đức, thì trong tâm bèn nghĩ như vậy, nguyện đem tất cả căn lành công đức của tôi tu được, lợi ích khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh chân chánh, một chút nhiễm ô cũng chẳng có. Đến cảnh giới rốt ráo quả vị Phật, vĩnh viễn để khỏi thống khổ ở địa ngục, khổ não ở đường ngạ quỷ, khổ bách ở đường súc sinh, cùng với sự thọ thống khổ của vua Diêm La quản lý, đủ thứ sự khổ não không thể nào độ lượng được, thảy đều xa lìa. Khi Đại Bồ Tát trồng căn lành thì đem căn lành của mình hồi hướng như vậy: tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm nhà, khiến cho họ tránh khỏi tất cả các sự khổ, vì tất cả chúng sinh mà bảo hộ họ, khiến cho họ giải thoát cả các phiền não, vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, khiến cho họ lìa khỏi các sự sợ hãi, vì tất cả chúng sinh làm chỗ hướng về, khiến cho họ đến được nơi nhất thiết trí, vì tất cả chúng sinh làm chỗ bình an, khiến cho họ được nơi an ổn rốt ráo, vì tất cả chúng sinh làm ánh sáng, khiến cho họ được trí huệ quang minh, diệt trừ ngu si đen tối, vì tất cả chúng sinh làm đuốc để phá tất cả đen tối vô minh, vì tất cả chúng sinh làm đèn sáng, khiến cho họ trụ nơi thanh tịnh, rốt ráo. Vì tất cả chúng sinh làm đạo sư, để dẫn họ, khiến cho họ vào pháp chân thật. Vì tất cả chúng sinh làm đại đạo sư, ban cho họ đại trí huệ vô ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, rốt ráo để khiến cho họ được nhất thiết trí. Đại Bồ Tát, khi các ngài tu hành đạo Bồ Tát, hành hạnh môn thập hồi hướng, gieo trồng các căn lành, thành ý cẩn thận, không làm các điều ác, chuyển làm các điều thiện, chưa từng cho rằng việc thiện nhỏ không làm, hoặc điều ác nhỏ mà làm. Bồ Tát gieo trồng các căn lành như vậy, gieo trồng các căn lành ở trong thân tâm của chúng sinh. Nếu chẳng có chúng sinh thì Bồ Tát cũng chẳng có chỗ để trồng căn lành, cho nên phải vì chúng sinh mà hồi hướng. Bồ Tát ở tại nơi thân chúng sinh gieo trồng căn lành, tức là tu hành Bồ Tát đạo, tu đạo Bồ Đề mới rộng gieo trồng căn lành. Nếu như chẳng tu Bồ Tát đạo cũng không thể gieo trồng căn lành. Bồ Tát rộng gieo trồng căn lành vẫn phải lìa tướng gieo trồng căn lành, cho nên phải hồi hướng thật tế. Thật tế tức là không chẳng chỗ có. Tóm lại nghĩa là gieo trồng căn lành chẳng chấp trước căn lành, lìa tất cả sự chấp trước, lìa tất cả sự ràng buộc mới đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát trồng căn lành thì ngài hồi hướng như vậy: tôi nên biến thành nhà ở của chúng sinh, vì nhà ở che nắng che mưa, khiến cho chúng sinh an trụ ở trong đó, khiến cho họ tránh khỏi các sự khổ não như đói khát, nóng lạnh, khổ có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, còn có tám thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải thường bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ chẳng thọ bất cứ sự xâm hại nào, phải cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ liều khổ được vui, phải hộ trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được giải thoát dứt trừ tất cả phiền não, mà khiến cho họ đều đắc được thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh thân đều có chỗ quy về, tâm có chỗ nương tựa, làm nơi nương tựa của họ, xa lìa tất cả sự uy hiếp sợ hãi, mà có chỗ nương nhờ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm chỉ tiêu hướng về chánh quyết của tất cả chúng sinh, làm con đường đạo chánh pháp lớn hướng về, khiến cho tất cả chúng sinh đều từ con đường đạo lớn này thuận lợi đạt đến trí huệ địa. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm chỗ bình an của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được sự an ổn chân chánh, bình an khoái lạc. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm quang minh của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh, diệt trừ sạch tất cả ngu si đen tối. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm đuốc lửa cho tất cả chúng sinh để phá trừ vô minh ám muội của họ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm đèn sáng lớn cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều trụ nơi cõi nước Phật thanh tịnh chân chánh,
Bồ Tát lại hồi hướng như vậy, tôi phải làm bậc đạo sư của tất cả chúng sinh, để dẫn dắt họ đi trên con đường chánh, đạt đến con đường đạo chánh pháp chân thật vô tướng. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy, tôi phải làm bậc đại đạo sư của tất cả chúng sinh, giáo hóa hết thảy mười phương tất cả chúng sinh, ban cho họ đại trí huệ viên dùng vô ngại, phá trừ tất cả sự ngu si ám muội của họ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành, tu tập của Ngài, hồi hướng như ở trên vừa nói, đối với mười phương chúng sinh, đều xem bình đẳng chẳng phân biệt, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, khắp tất cả đều thọ ích, rốt ráo đều có thể thành Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát thủ hộ hồi hướng những người chẳng phải thân hữu bằng với những người thân hữu, bình đẳng chẳng có sự khác biệt. Tại sao? Vì Bồ Tát vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp, chẳng ở nơi chúng sinh mà khởi một niệm nghĩ chẳng phải thân hữu. Nếu như có chúng sinh ở chỗ Bồ Tát khởi tâm oán hại, thì Bồ Tát cũng dùng mắt từ bi nhìn họ, quyết chẳng có sự hờn giận. Khắp vì chúng sinh làm bậc thiện tri thức, diễn nói chánh pháp khiến cho họ tu tập. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đối với những người chẳng thân thuộc quan hệ với mình, với những người chẳng phải bạn bè của mình mà là những người bình thường, nếu gặp tai nạn khốn khổ, Bồ Tát đối với họ bảo vệ giữ gìn, căn lành hồi hướng bằng với những người thân thuộc bạn bè của mình, đều xem như nhau chẳng có tơ hào tâm phân biệt. Vì Bồ Tát tu hành hạnh bình đẳng, khởi tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh, cho nên trong mắt của Bồ Tát chẳng có phân biệt thân sơ xa gần, thương ghét thảy đều bình đẳng thủ hộ hồi hướng. Đây là nguyên nhân gì? Đại Bồ Tát đã vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp, biết rõ là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, cho nên Ngài chẳng có quan niệm thân sơ, xa gần, thương ghét, mà tự nhiên, tự tại, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng riêng gì dùng tâm đại từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, mà dù một niệm chẳng phải thân hữu cũng chẳng sinh khởi lên, quyết chẳng bao giờ nghĩ chúng sinh này chẳng có quan hệ gì với tôi, chúng sinh kia là người thân của tôi, người này tôi ưa thích, kẻ kia tôi ghét. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị lai. Nếu như có chúng sinh như thế, họ ở tại chỗ Bồ Tát, sinh khởi tâm oán hận Bồ Tát, hoặc tâm nghĩ giết hại Bồ Tát, nhưng Bồ Tát vẫn dùng tâm từ bi để nhìn đối đãi với chúng sinh, thương xót chúng sinh, quyết chẳng vì chúng sinh khởi tâm oán hận giết hại, báo thù chúng sinh, trừng phạt chúng sinh. Tâm trạng của Bồ Tát đều thương chúng sinh ngu si, tạo nghiệp thọ báo, vẫn như ở trong mộng, sao lại oán trách, chỉ có tha thứ, cho nên nói chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm từ bi tha thứ cho chúng sinh, dùng tâm dung nhẫn khoan đãi chúng sinh, khắp làm bậc thiện tri thức của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có vấn đề gì khó giải quyết, Bồ Tát đều vì họ giải quyết, vẫn luôn luôn vì chúng sinh diễn nói chánh pháp, giáo hóa họ, khiến cho tất cả chúng sinh tin thọ chánh pháp, phát tâm Bồ Đề tu học tất cả Phật pháp. Ví như biển cả, tất cả các thứ độc không thể biến hoại được, Bồ Tát cũng vậy, tất cả kẻ ngu si chẳng có trí huệ, chẳng biết ơn đức, sân hận ngoan độc, kiêu mạn tự đại, tâm họ mù tối chẳng biết pháp lành. Như vậy thảy các loại chúng sinh ác, đủ thứ bức bách não hại, Bồ Tát không động loạn. Bồ Tát đối với chúng sinh, tâm lượng của Ngài từ bi rộng lớn như biển cả. Biển cả rộng lớn chứa đựng vạn vật, từ xưa đến nay chẳng biến đổi. Dù bạn dùng phương pháp gì để phá hoại nó, cũng không thể nào tổn hại tơ hào nó được. Nếu muốn biến đổi nó, cũng không thể biến đổi được chút nào. Như bỏ xuống tất cả các chất độc, cũng không thể nào độc hại nó được. Tâm lượng của Bồ Tát cũng giống như biển cả. Bất luận chúng sinh dùng thái độ như thế nào đối đãi với Ngài, đều không thể biến đổi được tâm trạng từ bi của Ngài. Chúng sinh phần nhiều chẳng hiểu chẳng biết, ngu si mê muội, chẳng có trí huệ chân chánh, ỷ lại có chút thông minh, ngược lại chướng ngại trí huệ chân chánh, thiện tri thức khổ tâm dạy bảo, cũng chẳng biết tri ân báo đức, ngược lại nổi giận hung hăng, dùng tâm lang độc, chẳng nghe lời giáo hóa. Độc là trong tâm oán hận đến cực điểm. Chúng sinh sân hận ngoan độc như vậy thì họ nhất định có thái độ kiêu hãnh đối với người kiêu mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn. Tâm của con người như thế, giống như mù tối, mắt chẳng thấy vật gì, chẳng biện rõ thị phi. Tâm trí bị vô minh che đậy, cho nên chẳng nhận thức được pháp lành, cũng chẳng nhận ra bậc thiện tri thức. Nghĩa là đối diện với bậc thiện tri thức, cũng chẳng nhận ra,
Cho nên nói chúng sinh như thế, ngu si vô trí, Bồ Tát chỉ có thương xót họ, các loại chúng sinh ác như thế. Họ dùng đủ thứ phương pháp để bức bách Bồ Tát, não hại Bồ Tát, cũng không thể kích động được định lực của Bồ Tát, tán loạn được tâm từ bi của Bồ Tát, khiến cho tâm Bồ Tát dao động, tán loạn mà biến đổi tâm ban đầu. Ví như mặt trời xuất hiện nơi thế gian, chẳng do bởi kẻ sinh ra mù là không thấy mà ẩn đi không hiện, lại chẳng do bởi thành cả thất bà, tay Atula, cây diêm phù đè, núi cao hang sâu, bụi khói mây mù, các vật như vậy che lấp mà ẩn đi không hiện, cũng lại chẳng do bởi thời tiết biến đổi mà ẩn đi không hiện, Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Ở trước dùng biển cả để ví dụ, là ví dụ tâm lượng của Bất Bồ Tát sâu dày, rộng lớn như biển cả. Chúng sinh đối đãi với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát cũng chẳng động tâm hoặc thấy độc, vì Ngài dùng tâm Đại Từ Bi làm đầu. Hiện tại, Bồ Tát Kim Cang Tràng lại đưa ra ví dụ, giống như mặt trời hiện ra thế gian, chiếu sáng khắp, ví như có người mới sinh ra đã mù lòa, chẳng thấy vật gì, gọi là sinh mù, nhìn chẳng thấy mặt trời, cũng chẳng biết mặt trời hình dáng ra sao. Giả sử có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình vuông, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết hình vuông ra làm sao. Có người nói với kẻ sinh mù mặt trời là hình tam giác, hình chữ nhật, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết, cũng không đoán được rằng người đó nói đúng hay không đúng. Song mặt trời chẳng phải vì kẻ sinh mù nhìn không thấy, không biết, mà ẩn tàng đi không hiện nơi thế gian. Nó vẫn luôn luôn lờ lửng ở trên không, tỏa ra ánh sáng nóng ấm, chiếu khắp thế gian. Nó cũng chẳng về thành Càn Thát Bà. Càn Thát Bà là một trong 8 bộ thiên thần, làm thần nhạc cho trời Đế Thích, huyễn hóa thành ấp cung điện, vì trời ấm trong sáng mà hiện nơi biển cả, hoặc trên không sa mạc gọi là hóa thành. Tay của Atula có thể che lấp mặt trời, các thứ cây diêm phù đè cũng có thể che lấp mặt trời, còn có núi cao ngất trời, phủ lớp mây mù cũng có thể che lấp mặt trời, còn có hang thẳm ở đó cũng chẳng thấy mặt trời, và có rất nhiều bụi bặm sương mù, khói dày, đám mây, các loại như thế đều có thể che lấp mặt trời, cản trở mặt trời. Nhưng mặt trời chẳng phải vì các nhân duyên đó mà ẩn tàng đi không hiện ra. Mặt trời chẳng thọ tất cả sự chướng ngại, vĩnh viễn chiếu sáng nơi thế gian. Đại Bồ Tát cũng giống như mặt trời, Ngài quyết không vì có những sự chướng ngại mà không tu hành, không hành Bồ Tát đạo, không cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, không màng chúng sinh dùng thủ đoạn gì phá hoại Ngài, cản trở Ngài, nhiễu loạn Ngài, khốn khổ Ngài. Ngài cũng chẳng vì thế, vẫn dũng mãnh tinh tấn hành Bồ Tát đạo. Có phước đức lớn, tâm Bồ Tát sâu rộng, chánh niệm quán sát chẳng thối lùi khuất phục, vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nơi pháp vô thượng thù thắng, tâm sinh trí muốn, pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường vì lợi ích tất cả chúng sinh mà tu pháp lành, chưa từng lầm khởi tâm xả bỏ chúng sinh, chẳng vì chúng sinh tâm tính tệ ác, tà kiến sân hận ô trược, có điều phục mà xả bỏ không tu hồi hướng. Sở dĩ Bồ Tát có những biểu hiện như đã nói ở trên là vì Bồ Tát có phước đức lớn, vì Ngài có phước đức cho nên chưa từng sợ nạn khổ, đó là công đức tích tụ, thành tựu trong đức tu hành Bồ Tát đạo. Tâm lượng của Ngài sâu rộng như biển cả, quang minh từ bi tế thế của Ngài như mặt trời khắp chiếu sáng vạn vật. Ngài đối đãi với người và vật bình đẳng như chính mình, quan sát sự lý thì chánh niệm, lập định cứu thế giáo hóa chúng sinh làm tông chỉ. Chẳng vì chúng sinh càng cường khó dạy mà sinh tâm thối lùi, chẳng khuất phục bởi thế lực và cường quyền, chẳng cúi đầu lúc gặp khốn khổ hoạn nạn. Bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, Ngài cũng chẳng thọ sự uy hiếp dẫn dụ mà biến đổi tác phong hoặc chuyển lùi. Tại sao Bồ Tát có thể cự tuyệt như vậy? Vì Ngài có đại nguyện, đó là lời nguyện phát ra từ thâm tâm của Ngài, nguyện lực dẫn dắt Ngài, dũng cảm hướng về trước, hy vọng tầm thành tựu, khiến cho Ngài tinh tấn không giải đãi, cũng là vì muốn đắc được công đức rốt ráo, trí huệ chân thật. Tóm lại, tức là muốn đắc được công đức đầy đủ, trí huệ viên mãn. Giống như đủ thứ pháp môn thủ thắng đã nói ở trước, Ngài đều lập chí một lòng tu học và nguyện ý hành trì không giải đãi. Vì trí nguyện của Ngài cầu pháp thủ thắng vĩnh viễn không thối lùi khuất phục, cho nên Ngài đắc được pháp quang chiếu khắp, nơi nghĩa lý, chánh kiến, quang minh, nơi tất cả pháp, dùng trí huệ của Ngài đều thấu suốt thông đạt mà tự tại nhậm vận tu hành những pháp môn đó. Tại sao Bồ Tát phải thường tu các pháp?
Ngài vì tất cả chúng sinh hy vọng thường có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tu các pháp lành. Bồ Tát từ xưa đến nay chưa từng vì lợi ích mà quên chúng sinh, dù trong sự vô ý, cũng chẳng lầm khởi tâm niệm xả bỏ chúng sinh. Bất cứ lúc nào Ngài cũng nghĩ đến việc giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh được giải thoát. Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo thì nhất định phải tu ở tại thân của chúng sinh mới có thể tích tụ hết thảy công đức. Nếu chẳng có chúng sinh thì Bồ Tát chẳng có đối tượng tu công lập đức, chẳng có cơ hội thành tựu Bồ Tát đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng chẳng vì chúng sinh sinh tính tệ ác mà xả bỏ chúng sinh không giáo hóa. Ngài vẫn nghĩ tìm hết biện pháp khéo dẫn dụ khiến cho họ cải ác hướng thiện. Thứ tính tệ ác này của chúng sinh đầy rẫy ở trong não hải, sung mãn tà tri tà kiến, nóng giận lớn, tâm sân nặng, chẳng thấy chân lý, chẳng ngộ con đường chân chánh. Tất cả sự lý vốn là trung đạo mới đúng. Thế nào gọi là trung đạo? Tức là chẳng thái quá cũng đừng bất cập, không trái không phải, đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Nếu thiên về một bên, tức thành tà, sân hận nóng giận lớn, tự ngã ở trong tâm, trược là ngu si, chẳng dễ gì điều phục. Vì loại chúng sinh đó sinh tính tệ ác, cho nên giáo hóa như thế nào, họ cũng chẳng tin thọ sự dạy dỗ. Bồ Tát tuy nhiên gặp những loại chúng sinh căng cường ngu muội, khó điều khó phục, song không thể không độ họ, hoặc xả bỏ họ, hoặc chẳng hồi hướng cho họ. Bồ Tát chẳng làm như thế. Dù khó độ khó giáo hóa, lại căng cường lại tệ hại, Bồ Tát cũng phải dùng tâm nhẫn nại tối đa để độ họ, dạy họ khiến cho họ cải ác hướng thiện, đem căn lành công đức của mình tu hành tích tụ, thời thời vì loại chúng sinh này mà hồi hướng. Chỉ dùng giáp Bồ Tát đại nguyện để tự trang nghiêm cứu hộ chúng sinh, luôn chẳng thối chuyển, chẳng vì chúng sinh, chẳng biết báo ân mà thối lùi hạnh Bồ Tát xả bỏ đạo Bồ Đề, chẳng vì phàm phu ngu si cùng đồng một nơi xả lìa tất cả căn lành như thật, chẳng vì chúng sinh khỏi lỗi ác khó có thể nhẫn thọ mà nơi chỗ họ sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát vì sức lực gì mà khiến cho Ngài chẳng sợ gian khổ, chẳng sinh tâm thối chuyển? Là vì đại thệ nguyện thuở xưa phát ra cùng với đời này lại phát đại nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, làm áo giáp của Ngài. Thời xưa lính ra đánh trận cũng mặc áo giáp để hộ thân, ý nghĩa là nói dùng đại nguyện để làm áo giáp, để bảo hộ thân tâm của Ngài, cho nên khiến cho Ngài chẳng sợ chẳng lùi bước. Vì hành Bồ Tát đạo tích tụ các lành công đức để làm dụng cụ trang nghiêm quả Bồ Đề, đại nguyện của Bồ Tát là cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngài chẳng sợ gian nan, vĩnh viễn chẳng thối lùi, dùng cứu hộ chúng sinh làm bổn hoài. Ngài cũng chẳng vì chúng sinh chẳng biết tri ân báo ân mà sinh tâm thối lùi, thối thất tâm Bồ Đề, chẳng hành Bồ Tát đạo. Chúng sinh ngu muội chẳng có trí huệ, lời nói việc làm trái nhau, chẳng rõ tốt xấu, chẳng biết cảm ơn, ngược lại hủy báng tam bảo. Bồ Tát cũng chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, do đó mà bỏ đạo Bồ Đề. Bồ Tát cũng chẳng cùng với phàm phu ngu muội cùng một nơi, tự mình chẳng tu hành, bèn xả bỏ tất cả căn lành như lý như thật. Cũng chẳng vì chúng sinh thường thường sinh ra những tư tưởng lỗi lầm ác liệt, bèn cảm thấy khó nhẫn thọ thì sinh tâm nhàm chán đối với chúng sinh đó. Chẳng vì họ khó độ khó điều phục thì sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát đối với những chúng sinh mau bệnh như thế, Ngài đều xem bình thường, chẳng cho rằng quái lạ, vẫn giữ tâm từ bi. Nguyện lực của Ngài đối với các chúng sinh từ từ dạy bảo, chẳng biết thời gian số kiếp, nhất định kẻ căng cường được điều phục, kẻ lỗi ác thuận thiện thì ngừng. Tại sao? Ví như mặt trời chẳng những vì một việc mà xuất hiện thế gian, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng những vì một chúng sinh mà tu các căn lành, hồi hướng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà tu căn lành, hồi hướng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát chẳng sợ gian khổ mà thủy chung muốn cứu hộ chúng sinh, chẳng thối lùi tâm Bồ Đề, chẳng sinh tâm nhàm chán, chẳng xả bỏ chúng sinh? Đừng nói là Đại Bồ Tát có chí nguyện kiên nghị như thế, dù một vị thiện trí thức giáo hóa chúng sinh, có chúng sinh rất có căn lành nghe lời, dạy họ lễ Phật thì lễ Phật, xem kinh thì xem kinh, thường theo thiện tri thức huân tập ở trong Phật pháp, rất sớm sẽ thọ được lợi ích lớn. Có chúng sinh bắt đầu rất kiên thành, rất thọ giáo, nhưng qua một thời kỳ thì thay đổi, xa lìa thiện tri thức và Phật pháp. Đây giống như hạt giống, nó ngừng lớn lên, thậm chí từ đó khô héo đi. Còn có loại chúng sinh sinh tính tệ ác, chẳng nghe dạy vào.
Tuy nhiên có những chúng sinh tánh khác nhau như thế, thiện tri thức có bỏ những chúng sinh khó dạy bảo, chỉ dạy những chúng sinh dễ dạy bảo chăng? Chẳng phải thiện tri thức tâm cũng giống như Đại Bồ Tát, quyết chẳng xả bỏ chúng sinh hoại liệt, mà chỉ nhiếp thọ thiện tốt, Ngài vẫn bình đẳng, xem như nhau, khắp giáo hóa cứu độ. Bồ Tát chẳng xả bỏ chúng sinh, giống như sánh với mặt trời. Mặt trời chẳng phải vì một sự việc hoặc sự việc nào đó mới xuất hiện ra thế gian, mà vì hết thảy tất cả vạn sự vạn vật mà xuất hiện ra thế gian. Đại Bồ Tát cũng giống như mặt trời, chẳng phải chỉ riêng vì một chúng sinh, mà tu đủ thứ căn lành để hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà tu căn lành, khắp vì mười phương thế giới chúng sinh để tu hành tích tập căn lành giống như mình, hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy chẳng những vì thanh tịnh một cõi Phật, chẳng những vì tin một vị Phật, chẳng những vì thấy một vị Phật, chẳng những vì thấu rõ một pháp mà khởi trí nguyện lớn, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, khắp vì thanh tịnh tất cả cõi Phật, tin khắp tất cả các đức Phật, khắp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, hiểu khắp tất cả Phật pháp mà phát nguyện lớn tu các căn lành, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa lý kinh văn như vừa nói ở trên, Bồ Tát tu căn lành động cơ phát tâm hồi hướng, chẳng chỉ vì thanh tịnh một cõi Phật, chẳng chỉ vì tin một vị Phật, chẳng chỉ vì muốn thấy một vị Phật, chẳng chỉ vì minh bạch một thứ Phật pháp, Ngài mới sinh khởi nguyện lực đại trí huệ để hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Ngài muốn thanh tịnh khắp hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, tin khắp mười phương ba đời tất cả các đức Phật, khắp thừa sự cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức Phật, khắp hiểu rõ tất cả Phật pháp, Ngài mới phát thệ nguyện lớn tu tập đủ thứ căn lành, hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó có thể thấy Bồ Tát chẳng có tơ hào tầm ích kỷ, Ngài cũng chẳng vì mình thành Phật mà tu căn lành phát tâm hồi hướng, Ngài vì tất cả chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn, vì khiến cho hết thảy chúng sinh đều cùng thành Phật đạo mà tu các căn lành phát tâm hồi hướng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng các Phật pháp mà làm sở duyên, khởi tâm rộng lớn, tâm chẳng thối chuyển, ở trong vô lượng kiếp tu tập tâm báo hy hữu khó được, thảy đều bình đẳng với tất cả chư Phật. Bồ Tát quán các căn lành như vậy, tâm tin thành tịnh, đại bi kiên cố, dùng tâm thâm sâu, tâm hoàn hỷ, tâm thanh tịnh, tâm tối thắng, tâm nhu nhuyễn, tâm tử bi, tâm thương xót, tâm nhiếp hộ, tâm lợi ích, tâm an lạc, khắp vì chúng sinh hồi hướng chân thật, chẳng phải chỉ là lời nói suông. Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài một lòng truy cầu, đó là Phật Pháp. Từ khi được Phật Pháp là mục đích sự tu hành của Ngài, cho nên nói dùng các Phật Pháp mà làm sở duyên, đủ thứ diệu pháp của chư Phật nói, tức là chỗ Ngài duyên cầu. Ngài vì cầu được Phật Pháp cho nên phát tâm rộng lớn, tận cùng hư không khắp pháp giới, gặp bất cứ khó khăn đả kích đều không thay đổi, chẳng thối thất tâm Bồ Đề mà Ngài đã phát. Bồ Tát chẳng giống như phàm phu, gặp cảnh thuận thì vui mừng tinh tấn tu hành, gặp cảnh nghịch thì tâm thối lủi. Đại Bồ Tát, Ngài từ vô lượng kiếp đến nay tu hành tích tập tâm báo ít có trên đời, chẳng dễ gì đắc được. Tâm báo tức là tâm pháp, pháp môn của đất tâm là mẹ của chư Phật, cho nên gọi là tâm báo. Tâm báo này nếu tu đắc được thì bình đẳng không hai với chư Phật. Đại Bồ Tát, Ngài dùng tâm địa pháp môn để quan sát sự tích tập của tất cả căn lành. Ngài đối với pháp của chư Phật nói ra, tin mà không nghi, tín căn của Ngài vừa kiên cố lại thanh tịnh, tâm đại bi vững bền không lung lay, đồng thể với chúng sinh, do đó vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Đối với người không có duyên càng phải có tâm tử bi, đồng thể đại bi với tất cả chúng sinh, đều thấy như đồng thể chẳng có phân biệt đó đây. Đây tức là tâm đại bi. Tâm đại bi chẳng phải nhất thời mà là phải kiên cố luôn luôn, dùng tâm thâm sâu để cầu Phật Pháp, dùng tâm hoan hỷ để cầu Phật Pháp, dùng tâm thanh tịnh để cầu Phật Pháp, dùng tâm tối thắng để cầu Phật Pháp, dùng tâm nhu nhuyễn, tức là tâm nhẫn nại giáo hóa chúng sinh thì cần tâm nhẫn nại, dùng tâm từ bi để cứu độ chúng sinh vì thương xót chúng sinh ở trong khổ nạn, mà phát tâm Bồ Đề cứu hộ tất cả chúng sinh. Tâm nhiếp hộ, nhiếp tức là nhiếp thọ, hộ tức là hộ niệm, bảo hộ chúng sinh và mẫn niệm họ. Nhiếp thọ có hai phương pháp, một là đối với chúng sinh cang cường, dùng phương pháp triết phục,
hai là đối với chúng sinh lành tốt, dùng phương pháp nhu hòa, nhiếp thọ. Tâm nhiếp hộ của Bồ Tát là phương tiện khéo léo vì người sử dụng. Tuy nhiên, Bồ Tát dùng tâm từ bi làm đầu, nhưng Ngài chẳng phải loạn dụng từ bi. Tâm lợi ích. Bồ Tát đối với hết thảy chúng sinh khởi tâm động niệm đâu chẳng phải là vì có lợi ích cho chúng sinh làm tiền đề, tâm an lạc. Bồ Tát nơi nơi đều vì lợi ích cho chúng sinh, đồng thời cũng vì chúng sinh cầu an lạc, khiến cho họ đều được an cư lạc nghiệp, thực hành bát chánh đạo. Bồ Tát thực hành bất cứ công đức gì, Ngài đều khắp vì hết thảy tất cả chúng sinh hồi hướng chân thật, nguyện khiến cho chúng sinh đều đắc được lợi ích của sự hồi hướng. Bồ Tát thương người như mình, chẳng có phân biệt thân sơ đó đây, Ngài chẳng phải chỉ nói hồi hướng suông, chẳng trải qua thâm tâm. Bồ Tát là tâm miệng như một, trong tâm nghĩ thế nào thì miệng nói thế ấy, chẳng giống như chúng sinh miệng thị tâm phi, cho nên nói chẳng phải chỉ miệng nói suông. Phật tử khi Đại Bồ Tát dùng các căn lành hồi hướng thì nghĩ như vậy, đem căn lành của tôi nguyện cho tất cả các loài, tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, cổng được viên mãn, không thể trở ngại hư hoại, không thể cùng tận, thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô lượng trí, thần miệng ý nghiệp, tất cả công đức viên mãn trang nghiêm. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài đem căn lành tu tập của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì trong tâm quan niệm như vậy, trong miệng cũng đồng thời niệm niệm rằng, đem tất cả căn lành của tôi tu tập hồi hướng cho tất cả các loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh tức là bao quát chúng sinh trong chín pháp giới mà nói, hy vọng họ đều đắc được thanh tịnh, tu tập công đức sớm được viên mãn, cũng chẳng bị người phá hoại, kiên cố giống như kim cang, căn lành của họ cũng chẳng khi nào cùng tận, thường thường được người khác tôn trọng, trách nhiệm chẳng quên, chẳng khởi một chút tà niệm nào, đắc được trí huệ quyết định với vô lượng vô biên trí. Công đức của thần miệng ý ba nghiệp cũng đều thanh tịnh, hết thảy tất cả công đức đều sớm được viên mãn trang nghiêm bồ đề. Lại nghĩ như vậy, đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh, thừa sự cúng dường tất cả chư Phật chẳng bỏ qua, ở chỗ các đức Phật tìm thành tịnh không hư hoại, nghe được chánh pháp thì đoạn các nghi hoặc nhớ chỉ không quên, như pháp nói mà tu hành, ở chỗ Như Lai khởi tâm cung kính, nghiệp thân thanh tịnh an trụ vô lượng căn lành rộng lớn, vĩnh viễn lìa khỏi bần cùng, bảy tài đều đầy đủ. Đại Bồ Tát khi tu hồi hướng thì Ngài là nghĩ như vậy. Tôi nguyện đem tất cả căn lành của tôi tu được hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đều thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, không bỏ sót một vị Phật hoặc hai vị Phật nào mà không thừa sự cúng dường. Nếu như đến đạo tràng của mười phương ba đời chư Phật, liền sinh khởi tâm tình thành tịnh, chẳng bị bất cứ hoàn cảnh nào làm tổn hại đến tâm tình thành tịnh của bạn. Hy vọng các bạn thường thường nghe được chánh pháp, đoạn trừ nghi hoặc quá khứ, từ đây chẳng còn tơ hào nghi hoặc nữa, nghe được chánh pháp rồi, đoạn trừ hoài nghi rồi thì vĩnh viễn nghĩ nhớ không quên, thọ nơi tâm, chỉ nơi thân, tôn chiếu chánh pháp, chiếu theo phương pháp chỉ thị của Phật như lý tu hành. Tại đạo tràng của Như Lai, Bồ Tát tùy thời từ trong tâm sinh khởi tâm cung kính, kiên thành, cẩn thận, hành vi không có lúc nào mà không giữ gìn cẩn thận, thân loài ý, ba nghiệp thanh tịnh. Đừng nói không chiều sự giết hại trộm cắp tà dâm của nghiệp thân, mà dù nơi vi tế cũng chẳng xúc phạm đến ba nghiệp, cho nên thân nghiệp của Bồ Tát luôn luôn thanh tịnh. Ở trong cảnh giới vô lượng vô biên, thân tâm an nhiên, rộng tu căn lành lớn, việc thiện lớn nhỏ, Ngài đều làm hết, do đó mà Bồ Tát vĩnh viễn đều khỏi sự bận cùng. Bảy thứ tài phú đều viên mãn đầy đủ. Bảy tài là tín tài, giới tài, văn tài, tàm tài, quý tài, huệ tài, xả tài. Đây gọi là bảy thánh tài. Ngoài ra còn có lối gọi là bảy pháp tài: tín tài, tấn tài, giới tài, tàm quý tài, văn tài, định huệ tài, xả tài. Bồ Tát có bảy thứ tài này, một mặt mình thọ dụng, một mặt có thể tài bồi chúng sinh tu căn lành. Có căn lành rồi thì sẽ có tài sản, cho nên nói bảy tài đầy đủ, vĩnh viễn lìa nghèo cùng. Nơi chỗ các đức Phật thường theo tu học, thành tựu vô lượng căn lành thù thắng vi diệu, bình đẳng ngộ hiểu, trụ nhất thiết trí, dùng mắt vô ngại bình đẳng xem chúng sinh, cái tướng trang nghiêm, thân không tì vết, lời nói âm thanh thanh tịnh vi diệu, cùng đức viên mãn, các căn điều phục, mười lực thành tựu, thiện tâm đầy đủ, chẳng chỗ nương trụ, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được sự an vui của Phật,
được vô lượng trụ, trụ chỗ trụ của Phật. Khi Bồ Tát ở tại đạo tràng thì Ngài thường theo Phật tu học Phật Pháp, chưa từng lãng phí chút thời gian nào. Vì Ngài siêng tu học cho nên mới thành tựu vô lượng căn lành, thù thắng vì diệu không thể nghĩ bàn. Căn lành đó hay khiến cho lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác, tức là khi bạn phát tâm Bồ Đề thì có thể chứng được thần thông diệu dụng của Phật, cho nên gọi là căn lành thù thắng vi diệu. Bồ Tát siêng theo Phật tu học, đối với nơi các pháp đều bình đẳng ngộ hiểu, thấu rõ thông đạt các pháp thật tướng, viên dùng vô ngại với trí huệ của Phật, gọi là bình đẳng, cho nên mới nói trụ nhất thiết trí. Bồ Tát dùng con mắt chẳng bị bất cứ chướng ngại gì, bình đẳng xem tất cả chúng sinh trong tâm chưa từng có sự phân biệt, chẳng phân biệt chúng sinh có căn lành hay không, hoặc có dễ giáo hóa hay không, đều xem như nhau. Bồ Tát tu pháp môn từ bi bình đẳng, đầy đủ các tướng, dùng 32 tướng 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, chẳng có chút tì vết nào. Các tướng trang nghiêm thân là quả của các giới trang nghiêm thân, vì hay giữ gìn các giới, tức cũng là không làm các điều ác, chuyên làm các việc thiện, cho nên đắc được các tướng trang nghiêm thân như Mỹ Ngọc. Bồ Tát tu được tướng tốt, đồng thời cũng tu được lời nói âm thanh trong trẻo hay tốt, khiến cho chúng sinh nghe được đều hoan hỷ, giảng kinh thuyết pháp, nhiếp thọ được vô lượng chúng sinh, quy y chánh pháp. Công đức độ chúng rất mau viên mãn, các căn đều phục. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Điều phục là nói sáu căn chẳng bị sáu trần chuyển, chẳng bị cảnh bên ngoài lay động. Mười lực thành tựu, mười lực là mười thứ sức lực của Phật. 1. Tri giác xứ phi xứ trí lực. 2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực. 3. Tri trừ thiền giải thoát tam muội trí lực. 4. Tri các căn thắng liệt trí lực. 5. Tri trùng trùng giải trí lực. 6. Tri trùng trùng giới trí lực. 7. Tri nhất thiết trí xứ đạo trí lực. 8. Tri thiền nhãn vô ngại trí lực. 9. Tri túc mạng vô lậu trí lực. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Vì các căn đều đã điều phục, cho nên thành tựu được 10 thứ lực dụng của Phật, thiện tâm tự nhiên viên mãn. Đến được cảnh giới này thì tất cả hành vi gốc của tự tánh, không tu mà tu, tận cùng hư không khắp pháp giới, đâu chẳng phải là đạo tràng của Bồ Tát, chẳng có chỗ nương tựa, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được sự an lạc của Phật giống như Phật. An lạc của Phật có 10 thứ. 1. Chỗ trụ của Phật an lạc không thể nghĩ bàn, tức là không thể dùng tâm suy tư, không thể dùng lời luận bàn. Phật trụ an lạc vắng lặng trong cõi thường tịch quang tịnh độ. 2. Tam muội an lạc của Phật chẳng có ai sánh bằng. 3. Đại từ bi an lạc không thể hạn lượng. 4. An lạc giải thoát của tất cả chư Phật. 5. Đại thần thông an lạc chẳng có bờ mé. 6. Đại tự tại an lạc tối tôn trọng nhất. 7. Vô lượng sức an lạc rộng lớn rốt ráo. 8. An lạc vắng lặng lìa các tri giác. 9. An lạc trụ vô ngại, trụ hằng chánh định. 10. An lạc không biến đổi, hành hạnh không hai. Đó là 10 thứ an lạc của Phật, cũng là đạo quả của tất cả người tu đạo tìm cầu muốn được. Hy vọng các vị tín tâm kiên cố, dũng mãnh tinh tấn, sớm sẽ được an lạc chân thật như Đức Phật. Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được an lạc chân thật như Đức Phật, cũng sẽ đắc được chỗ trụ vô lượng an ổn. Làm thế nào mới gọi là chỗ trụ an ổn? Trụ chỗ Phật trụ mới là chỗ trụ an ổn thường lạc, trụ ở cõi thường tịch quang tịnh độ, thường được an lạc vắng lặng, cho nên gọi là vô lượng an trụ. Phật trụ cũng có 10 thứ. 1. Chỗ Phật trụ không thể nghĩ bàn. 2. Thường trụ đại bi. 3. Trụ đủ thứ thân làm các Phật sự. 4. Trụ bình đẳng ý chuyển tịnh pháp luân. 5. Trụ bốn biện tài nói vô lượng pháp. 6. Trụ tất cả Phật pháp không thể nghĩ bàn. 7. Trụ âm thanh tịnh pháp vô lượng cõi. 8. Trụ pháp giới thâm sâu không thể nói. 9. Trụ hiện tất cả thần thông tối thắng. 10. Trụ hay khai thị pháp không có chướng ngại. Phật tử Đại Bồ Tát thấy các chúng sinh tạo nghiệp ác, thọ các khổ nặng, do đó chướng ngại nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng, bèn nghĩ như vậy: tôi sẽ ở trong các đường ác đó, thế các chúng sinh thọ đủ thứ khổ, khiến cho họ được giải thoát. Khi Bồ Tát thọ khổ độc như vậy thì càng tinh tấn hơn, chẳng bỏ, chẳng tránh, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng lùi, chẳng khiếp, chẳng có nhàm mỏi. Tại sao? Vì như lời nguyện quyết muốn đảm nhiệm tất cả chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp ác,
Thân họ tạo nghiệp giết hại, trộm cắp, tà dâm, tâm thì tham lam, sân hận, ngu si, miệng thì nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng, tự tạo ra đủ thứ nghiệp ác, tự thọ tất cả thống khổ. Ai ai cũng chẳng muốn thọ khổ, nhưng họ lại đang thọ khổ. Đây chẳng phải kẻ khác trao cho, cũng chẳng phải ông trời không công bằng tùy tiện ban bố cho bạn, cũng chẳng phải Phật Bồ Tát không bảo hộ bạn để khiến cho bạn thọ nhận. Đây là do trong nhiều đời nhiều kiếp tự mình làm, tự mình chịu, tạo nghiệp chiêu cảm quả khổ. Vì nghiệp ác báo chướng cho nên chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng gặp được hiền thánh tăng, suốt đời chẳng nghe được tên Tam Bảo. Bồ Tát thấy tình hình như vậy nên trong tâm bèn nghĩ như vậy: tôi phải vào trong ba đường ác để thay thế những chúng sinh đó thọ đủ thứ khổ, khiến cho những chúng sinh thọ khổ đều đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát thọ khổ độc như thế thì càng thọ khổ, ngược lại càng dũng mãnh tinh tấn, càng sinh tu giới định huệ, càng diệt trừ tham sân si. Ngài chẳng xả bỏ chúng sinh mà trốn tránh thống khổ. Khi có cảnh giới khổ nạn đến thân thì Ngài cũng chẳng sợ hãi mất tích. Dù có đến địa ngục để thay thế những chúng sinh thọ khổ cực hình thảm khốc, Ngài cũng chẳng sinh tâm khiếp sợ, quyết chẳng vì khổ lớn mà sinh tâm thối lùi, thay đổi tâm nguyện chẳng thay thế chúng sinh thọ khổ hoặc sợ sệt mà sinh tâm khiếp nhược. Tâm nguyện Bồ Tát kiên cố, Ngài vĩnh viễn chẳng thối khiếp, vĩnh viễn chẳng cảm thấy mệt mỏi hoặc nhàm chán. Ngài nhận rằng thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Ngài nhận rằng càng thọ khổ thì càng tốt, càng khổ thì càng muốn. Ngài muốn đấu tranh với khổ. Các vị thiện tín, có phải bạn cảm thấy vị Đại Bồ Tát đó quá ngu si chăng? Tại sao lại muốn đi tìm khổ thọ? Các vị phải biết Bồ Tát thọ khổ là nguyện được xưa, chẳng giống như phàm phu thọ khổ thì bị nghiệp báo ràng buộc. Giống như hiện tại ai ai cũng đều ăn ba bữa, ngủ giường rộng, họ ăn thật no nê mập mạp, ngủ thì ngủ nhiều, còn chúng ta thì ngày ăn một bữa thường thường cảm thấy đói chút chút cũng chẳng mập mạp. Đây chẳng phải là chúng ta kiếp trước tạo nghiệp ác đời này thọ thứ khổ này, mà là chúng ta muốn thọ một chút khổ, ăn không no, ngủ không nhiều, nhờ đây để hết khổ. Chẳng có ai bảo chúng ta làm như thế, mà là chúng ta muốn làm như vậy. Bồ Tát Ngài chẳng phải ngu si lấy khổ làm vui, Ngài muốn thay thế chúng sinh thọ khổ mới viên mãn công đức Bồ Tát đạo, mới thành tựu quả vị Phật. Phàm phu tự cho mình thông minh, tránh khổ tìm vui, khéo léo đủ cách, kết quả không những chẳng thành Phật, ngược lại tạo ra những tội nghiệp như thế. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải học sự ngu si của Bồ Tát, có thể thay thế người thọ khổ tạo nhiều nghiệp lành. Giả sử bạn không muốn thành Phật thì dùng con quỷ thông minh của mình, con trùng lanh lợi đi mưu toan, cho rằng chẳng thọ khổ, đợi đến lúc khổ báo đến thì hối hận, chẳng còn kịp nữa. Mới biết rốt ráo học sự ngu si của Bồ Tát là tốt. Tại sao? Nguyên nhân tại sao Bồ Tát phát nguyện như thế? Vì Bồ Tát Ngài tự nguyện phát tâm nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ. Ngài hạ quyết tâm muốn thay thế chúng sinh đảm trách sự khổ, hy vọng khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát để khổ được vui, bỏ mê về với giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Vì nguyên nhân này mà Bồ Tát mới phát nguyện lớn này, tu tập căn lành hồi hướng cho chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh ở trong sinh già bệnh chết, nơi các khổ nạn theo nghiệp lưu truyền, tà kiến chẳng có trí huệ, mất các pháp lành. Tôi phải cứu họ, khiến cho họ được thoát khỏi. Lúc đó Bồ Tát lại quán tưởng như vậy, tất cả chúng sinh đều ở trong sinh già bệnh chết liên tục không ngừng, theo nghiệp thiện ác mình đã tạo ra mà trôi nổi ở trong sinh tử nơi khổ nạn, khởi hoặc tạo nghiệp, chống nhân lành được báo lành, tạo nghiệp ác được báo ác, ai nấy đều tùy theo nghiệp của mình mà thọ báo. Sáu nẻo bốn thứ sinh như dạo vườn rừng, chúng sinh đều là tà trì tà kiến, chẳng có trí huệ chân chánh, do đó mà mất đi tất cả pháp lành, thật là đáng thương xót. Tôi phải cứu độ họ, khiến cho họ đều được nơi khổ nạn sinh già bệnh chết. Lại nữa, các chúng sinh bị lưới ái ràng buộc, lọng si che đậy, nhiễm chứa các cõi, theo đuổi không bỏ, vào lồng cũi khổ não, làm nghiệp hạnh ma, phước trí đều hết, tướng ôm lòng nghi hoặc, chẳng thấy nơi an ổn, chẳng biết con đường thoát khỏi, ở nơi sinh tử trôi nổi không ngừng, luôn bị ngập chìm trong khổ buồn lầy. Và nữa, Bồ Tát lại thấy hết thảy chúng sinh đều bị lưới ái ràng buộc, chẳng biết bị khổ ràng buộc. Chúng sinh đều từ ái dục mà sinh, lại do ái dục mà chết, do vô minh sinh ra tâm ái tình, giống như một tấm lưới ràng buộc chúng sinh mê hồ điên đảo, chẳng biết cách thoát khỏi lưới ái sinh tử này,
vẫn luôn luôn khỏi vọng tưởng ái dục, vọng tưởng tình chấp trước không thể giải thoát được. Trong tâm vì tình ràng buộc, si mê đến phát cuồng. Si tức là ngu si, ngu si thì giống như cái lọng lớn che lớp mắt của chúng sinh, cho đến gì cũng chẳng minh bạch. Nhiễm trước 25 cõi trong tam giới, theo đuổi không bỏ, giống như vào trong lòng thống khổ, giống như ở trong giám ngục. Ở trong lòng làm những hạnh nghiệp đều là việc ma làm, phước cũng chẳng còn, trí huệ cũng mất đi, luôn luôn thọ khổ trong sự khổ nạn. Vì chẳng có trí huệ nên đối với chân lý sinh tầm hoài nghi, sinh tầm nghi hoặc, sinh tầm điên đảo, đến đâu cũng chẳng cảm thấy bình an, cảm thấy nguy hiểm. Nhưng họ chẳng biết cách tránh khỏi, càng chẳng biết phương pháp thoát khỏi 25 cõi trong tam giới, hoặc tìm cầu thiện tri thức chỉ dẫn họ con đường thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn ở trong lòng sinh rồi chết, chết rồi sinh, ở trong sáu nẻo luân hồi, có lúc làm súc sinh, có lúc đọa địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm người, có lúc làm Atula, có lúc sinh về trời, trôi nổi ở trong sáu nẻo luân hồi như vậy, tuần hoàn vô đoan, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở trong những đường khổ đó, giống như người dính ở trong bùn, chẳng thoát ra được, cho đến bị bùn ngập chìm mà chết. Chúng sinh đã ở trong lưới ái, bị lưới ái ràng buộc, nước ái yểm ngập mà chết, bị các thứ khổ bùn lầy ngập chìm. Bồ Tát thấy rồi khởi tâm đại bi, muốn khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, đem tất cả căn lành hồi hướng, dùng tâm rộng lớn hồi hướng, như Bồ Tát ba đời tu hồi hướng như đại nguyện hồi hướng trong kinh có nói. Nguyện các chúng sinh đều được thanh tịnh, rốt ráo thành tựu nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thấy chúng sinh ngập ở trong bùn lầy, chẳng biết thoát khỏi mà thọ đủ thứ khổ nạn. Do đó mà khởi tâm đại bi, phát nguyện muốn cứu những chúng sinh thọ khổ đó từ trong bùn lầy được thoát ra. Lại phát tâm nguyện, chẳng những chỉ cứu độ họ mà còn phải ban cho những chúng sinh đó đủ thứ lợi ích, khiến cho họ đều được giải thoát, hưởng thọ sự an lạc, tự do chân chánh. Bồ Tát đem những căn lành tu tập để hồi hướng cho những chúng sinh đó. Ngài dùng tâm bồ đề rộng lớn hồi hướng cho chúng sinh, cũng hy vọng chúng sinh thọ sự hồi hướng của Ngài, cũng phát tâm bồ đề. Bồ Tát hồi hướng giống như Bồ Tát đời quá khứ đã hồi hướng, giống như Bồ Tát đời hiện tại đang hồi hướng, giống như Bồ Tát đời vị lai sẽ hồi hướng, giống như pháp môn hồi hướng trong kinh có nói. Bồ Tát nương vào phương pháp đó để vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, nguyện tất cả chúng sinh thảy đều đắc được thanh tịnh, thần tâm an lạc, thành tựu trùng trí, chân thật chánh quyết, chánh trì chánh kiến, sớm chứng quả vị Phật. Lại nghĩ như vậy, sự tu hành của tôi muốn khiến cho chúng sinh thảy đều được thành vua vô thượng trí, chẳng vì thân mình cầu giải thoát, chỉ vì cứu giúp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được tâm nhất thiết trí qua dòng sinh tử, giải thoát các thứ khổ. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, căn lành tu tập của tôi là vì khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thủ thắng nhất, trí huệ cao thượng nhất, không có gì sánh với vua trí huệ, tức là hy vọng chúng sinh đều sẽ thành Phật. Chẳng phải vì mình cầu được giải thoát mới tu hành, mới nguyện thế chúng sinh thọ khổ, mới hồi hướng, chỉ vì chúng sinh đều có thể thành Phật. Dù tôi có thọ khổ lớn nhất, tôi cũng nguyện ý. Cả vị thiện tín, chúng ta nghe đến đoạn kinh văn này, biết tâm bi tha thiết của Đại Bồ Tát tu hồi hướng, đại công vô tư, tinh thần vì chúng sinh mà thọ khổ nạn, chúng ta đều phải thấy nghe hoan hỷ. Hãy xả bỏ tiêu diệt tâm ích kỷ, tâm tự lợi của chúng ta, nhất định phải phát tâm đại bồ đề, khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Nếu ai ai cũng đều phát tâm bồ đề đó, thì ai ai cũng đều là Bồ Tát. Giả sử không thể phát tâm bồ đề đó, tức là phàm phu, tức là chúng sinh. Bồ Tát muốn cứu độ tất cả chúng sinh, vì khiến cho họ đều đắc được trí huệ vô thượng, trí huệ bát nhã. Chúng sinh có thứ trí huệ này thì có thể chấm dứt sinh tử, tất cả khổ sẽ chẳng còn nữa, do đó qua dòng sinh tử giải thoát các khổ.